ai cũng biết. Cuộc sống sao, cuộc sống sao? Cuộc sống tôi những ngày tháng thơ ấu là khổ cực triền miên. Đúng vậy. Và sau đó năm 2000 bắt đầu lên Sài Gòn lập nghiệp, vẫn cực khổ. Đúng vậy. Vẫn xa cha xa mẹ, rồi tự đi mày mò, đi kiếm tiền. Nhiều khi một ngày kiếm không ra 10.000. Cuộc đời như thế nào? Cuộc đời đau khổ cùng cực, bị vùi dập, bị người ta nói lên nói xuống. Đúng vậy. Rồi sau khi trưởng thành, đi học trường sân khấu, bị đuổi. Nhà sắp hết chưa anh? Chưa đâu. Thì vẫn chưa ai đoán ra được số mấy nha. Bắt đầu đi diễn trên Linh, từ từ bắt đầu khán giả thương. Đâu? Bắt đầu thành công, sau này có tiền lo gia đình, còn dư là chút tiền mở quán cơm 27 Trần Quốc Thảo, quận 3. Đừng có. Anh Nghĩa, hãy cho em sửa lại một tí. Chị gì? Để em muốn chị cho cô gái em của em cái cách để nó nói chuyện sau này biết ăn biết nói với người ta. Thưa quý vị, khi mọi thứ nó đã dồn về một nơi sầm uất nhất thì đó cũng là lúc chúng ta nên dừng chân, nghỉ ngơi lại để tĩnh tâm lại, suy nghĩ là mình nên ăn gì trong buổi tối ngày hôm nay. Hãy ghé nhà hàng A Mà 23 tối tháng quận nhất. Mỗi mỗi ông quảng cáo một cái nhà hàng. Trời không, nhà ơi, A Mà ngon thật. Cảm ơn. Cô bé này là nhân viên của Sam. Bạn ấy tên là Sam. Dạ, đó là bạn ấy. À, bây giờ chúng ta cùng nhau phân tách một tí xíu về cái sự make up của bạn này. Bạn này là tự make up nha, chương trình không hỗ trợ. Bộ đồ của bạn nha, chương trình không hỗ trợ. Đây là bộ đồ đẹp nha, thưa quý vị. Crop top bên trong nha, bùng không có mở như tôi. Vâng. Áo vest và tóc tự làm nha, hoặc tiệm có sự can thiệp của tiệm nha. Có sự can thiệp của Sam. 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 Đúng. À, đây là gà của Sam. Đinh đi biêu. Tới đây mục đích không phải là hát hò gì cả. À, quảng bá thương hiệu. Đó. Mục đích cá nhân. Loại. Ủa kỳ vậy? Vậy thôi. Em ơi, Sam nó cũng dễ thương. Nó đến đây làm khách mời với mình bao nhiêu trận rồi, tự nhiên giờ diện Sam loại bé này. Không, cái chuyện đó, cái chuyện của nó anh. Em ghét ai mà vô đây cái mục đích cá nhân trục lợi chương trình không được. Chương trình em nhân văn lắm, cha mẹ các cháu cho con cái nó coi, đừng giáo dục các cháu. Đúng vậy, có bao giờ Thành mà vô đây mà quảng cáo là nhà hàng mình ở số mấy gì đó? Có bao giờ em nói nhà hàng em ở 23 tôi mới thân quần nhất nha anh. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ em. Cái này mới quá đáng nghe. Không dưới 10 lần ta nói hai cái nhân vật chủ nhà này chuyên môn quảng cáo cái nhà hàng của mình. Em có bao giờ nói Thành, tôi có bao giờ nói là tôi có cái gì đó nhà hàng bên cầu Công Lý không? À, có bao giờ nói là mình có ai nói mà mới mở nhà hàng bên cầu Công Lý không? Cái nhà mà nhặt khè mà tô xấu thiệt xấu rồi đó đâu. Đúng không? Ừ, không bao giờ nói nha. Thì nhờ ơn em á Thành, nhờ ơn em giờ cả nước biết Giang mới có cái nhà hàng thứ ba ở chân cầu Công Lý, sơn màu vàng như cái chùa Hội An đó. Trời ơi trời ơi, ăn chay đó, ăn chay đó, ăn chay đó trời. Thôi bây giờ nè, bỏ qua hai ông chủ nhà này đi, chưa chi đòi loại con ta. Em nghĩ là bạn số 1. Cái bà này không. Nói dẫm cái dính liền. Đi dần dầm cho người ta hồi hộp. Em thật thà quen rồi. Coi là số 1. Chuẩn bị sẵn quần sẵn áo đi một vòng nè, tiếp. Em nghe nè, em nghe như thế nào gọi là dẫn dãi nè. Dạ. Đây, bắt đầu. Dạ. Thưa các anh chị và các bạn thân mến. Ai cũng biết. Cuộc sống sao, cuộc sống sao? Cuộc sống tôi những ngày tháng thơ ấu là khổ cực triền miên. Đúng vậy. Và sau đó năm 2000 bắt đầu lên Sài Gòn lập nghiệp, vẫn cực khổ. Đúng vậy. Vẫn xa cha xa mẹ, rồi tự đi mày mò, đi kiếm tiền. Nhiều khi một ngày kiếm không ra 10.000. Cuộc đời như thế nào? Cuộc đời đau khổ cùng cực, bị vùi dập, bị người ta nói lên nói xuống. Đúng vậy. Rồi sau khi trưởng thành, đi học trường sân khấu, bị đuổi. Nhà sắp hết chưa anh? Chưa đâu. Thì vẫn chưa ai đoán ra được số mấy nha. Bắt đầu đi diễn trên Linh, từ từ bắt đầu khán giả thương. Đâu? Bắt đầu thành công, sau này có tiền lo gia đình, còn dư là chút tiền mở quán cơm 27 Trần Quốc Thảo, quận 3. Đừng có. Hay không? Xuất sắc. Hay không? Hay không? Hay quá. Thì thưa quý vị, chúng tôi khẳng định quận 3 là nơi màu mỡ. Anh Nghĩa, hãy cho em sửa lại một tí. Chị gì? Để em muốn chị cho cô gái em của em cái cách để nó nói chuyện sau này biết ăn biết nói với người ta. Thưa quý vị, khi mọi thứ nó đã dồn về một nơi sầm uất nhất thì đó cũng là lúc chúng ta nên dừng chân, nghỉ ngơi lại để tĩnh tâm lại, suy nghĩ là mình nên ăn gì trong buổi tối ngày hôm nay. Hãy ghé nhà hàng A Mà 23 tối tháng quận nhất. Mỗi ông quảng cáo một cái nhà hàng. Trời ơi. Không, nhà hàng A Mà ngon thật. Cảm ơn. Thank you. Yên tâm, chỗ đó sẽ bị cắt.
Quận nhất, nơi đông đúc sầm uất nhất và cũng là cái nơi tập trung nhiều trung tâm giải trí nhất. Cô ấy sẽ hát cho chúng ta nghe. Xin mời em. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố sôi động. Chúng em đang gọi là lướt qua từng quận thì chợt dừng lại ở một nơi. À, một nơi tiếp tục câu chuyện. Em đứng lên phát biểu. Em đứng lên phát biểu. Vì để tiếp lời anh ta thôi chứ em cũng không biết nói gì. À, sau khi mà bước qua các quận thì em sẽ dừng ở quận số, chắc em sẽ dừng ở quận số 5 để em nghỉ ngơi một chút xíu. Một cái người mà như vậy make up không mất nửa ngày của người ta mà loại người ta cái giọng thì bởi vậy sợ ở lại nữa mệt cho nên cho về sớm. Harry Lu, dạ em cũng đồng ý chọn quận 5 luôn hả? Dạ em đề nghị mà. Hai em là người đề nghị ha. Còn đội của Trấn Thành sao nè? Cũng chọn quận 5 chứ gì. Chứ gì không? Không anh. Dẫu biết là quận 5, trái tim mình nói quận 5, nhưng em không chọn quận 5 bởi vì đội bạn chọn rồi. Nhưng thưa anh, người ta nói về món ăn ngon á thì ngoài quận 5 ra để tập trung thì chỉ còn quận 6. Anh nghĩ ra quận 5 đã đi, quận 6 ở lại làm gì? Hôm nay em có thua, em phải trách bà biên tập làm không rõ ràng em ạ. À, không ra Lý Tiểu Long, ra Châu Đăng Khoa. Nó có bị lấn cấn. Châu Đăng Khoa hát cũng ok mà nhỉ? Châu Đăng Khoa hát ok, nhưng mà Eric không thích hình tượng Châu Đăng Khoa. Tại vì mặc đồ rồng giống Eric. Đúng không? Lại sớm. Em hiểu không? Đụng hàng không thích. Thành ơi, anh nghĩ rằng nên giữ cậu ta lại đi. Em nghĩ hay đó, em nghĩ thực em nghĩ bài anh này hay. Nhìn là cái gương mặt, cái thần thái này cũng khi cậu ta phù hợp với những dòng nhạc trữ tình nhẹ nhàng đó. Bây giờ anh Nghĩa đã lên tiếng rồi thì anh cả mình nên em ạ. Thôi thì cũng nể người anh cả, thì em nghĩ là em sẽ suy nghĩ lại. À, em quyết định là chọn đội số 6. Eric ơi, nên suy nghĩ lại. Anh hiểu rồi đó, anh hiểu. Thôi Eric ơi, thôi để em suy nghĩ lại. Nguyễn ngại lại ngay. Tại vì suy nghĩ nào? Tôi thấy là trọng thoại của tôi cũng không ổn lắm đâu. Em cũng bị giống anh Thành luôn. Trọng thoại à? Thôi cứ giữ trọng thoại lại một xíu đi. Người ta nể anh, người ta giữ lại đâu anh. Em phải cảm ơn. Ok, cảm ơn. Nhân vật của anh. Nếu mà vậy nè, ông già Noel cũng phát quà nhiều rồi. Ông già Noel rồi, không. Nghĩ đi về. Ai đó cũng như vậy. Đi về. Hay là bây giờ mình chọn Secret Boy, chàng trai mà nãy giờ chúng ta tò mò nhất. Ai? Số 4 hả? Số 2 hả? Không, số 4. Anh là... chưa có yêu. Anh đừng có ngăn cản tình yêu của đội tôi. Fan người ta đi từ hóc môn lên bị hát với Eric. Nếu vậy thì bây giờ còn thì ra là Phúc ơi, này đội nhà người ta, chuyện nhà ta. Phúc, người em xem ngộ quá. Thôi bạn như chuyện nhà mình nhớ. Hai phượng mượn cục gạch quýnh không cái. Quá tức. Bây giờ em nói đi. Em nói. Thôi bây giờ mình trừ đi 3, mình còn 3. Thế đó hả? Như vậy là các bạn đã quyết định chọn số 3.